Xin chào toàn thể quý hàng nha. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng ở thực tế dự án Bến Mới Trơn Thành giai đoạn 2. Dự án có quy mô lên tới 4.600 ha. Và hiện tại ngay vị trí này Trọng Thơ đang phân phối đất nền với diện tích 5x30, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Mặt tiền đường nhựa 16m, vỉa hè mỗi bên 4m và lòng đường 8m. Hiện tại đã được xây dựng tự do. Và khi chúng ta công chứng xong, chúng ta xin giấy phép xây dựng và xây dựng được ngay, kinh doanh cho thuê được liền nha quý vị. Và từ vị trí của Trọng Thơ đây, chúng ta di chuyển ra chợ Minh Thành mở rộng chỉ có 80m. Chạy thẳng chúng ta sẽ tới trường mầm non và đây là ủy ban nhân dân xã Minh Thành, mặt đường quốc lộ 14. Và hiện tại giá đất ở mặt tiền đường quốc lộ 14 là 1.2 đến 1.4 trên 1m ngang. Và chúng ta chỉ cần xích vào vị trí của Trọng Thơ đang đứng đây 120m là chúng ta đã sở hữu cho mình một vị trí mà giá hiện tại chỉ có 8 đến 9 triệu trên mét vuông. Và như quý vị đã thấy, đây là nhà lồng, là chợ Minh Thành mở rộng, sẽ cho đi vào hoạt động đầu tháng 8 này. Một quy mô để phục vụ cho toàn thể công nhân viên tại khu công nghiệp BKM Trơn Thành. Hiện tại khu công nghiệp BKM Trơn Thành giai đoạn 1 đã có hơn 30 nhà máy và số lượng công nhân lên tới 15.000 công nhân đang lao động và sinh sống tại đây. Nhu cầu thiết yếu là những dịch vụ hàng ăn cũng như là nhà trọ cho thuê. Thì quý chị, quý khách hàng quan tâm tới đất nền BKM Trơn Thành, Bình Phước năm 2021 đến 2023, hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để được hỗ trợ tư vấn và chọn cho mình những vị trí sinh lợi nhuận nhanh nhất, tiềm năng sinh lợi nhuận nhanh nhất cho quý hàng khi đầu tư vào bất động sản BKM Trơn Thành. Hiện tại BKM đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để cho đi vào hoạt động tháng 9 năm 2021 này. Dọc quốc lộ 14 hiện tại rất là đông đúc, và tuy rằng chợ chưa xây xong nhưng mà hiện tại đã có những tiểu thương về đây để bán trong những 4-5 giờ chiều công nhân ra ca. Khu vực này rất là sầm uất nha quý vị. Quốc lộ 14 đã có Bách Hóa Xanh về đây mở, và khi mà Bách Hóa Xanh về đây thì chắc chắn quý khách hàng đã tưởng tượng được mức công nhân cũng như người dân lao động ở đây tiêu thụ mặt hàng nhiều đến mức độ nào. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ và hãy kết bạn Zalo với Trọng Thơ qua số điện thoại 0948978859 để theo dõi những video mới nhất tại BKM Trơn Thành, Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý hàng đầu tư thành công cùng bất động sản BKM Trơn Thành.